Hôm nay sẽ học về cái vấn đề nêu và pha trong một trình cảm hứng. Thì các trường hợp ngoại lệ, nó là thuộc trường hợp ngoại lệ. Trong trường hợp mà ép cầu thì nó báo cho chương trình dịch biết. Chương trình con nào nằm ở phía đằng sau? Chương trình là một viên sau này, nó chính là pha. Pha thế là xa, pha là xa, nó xa cái chương trình so với gốc đấy. Rồi còn cái này, nó nhiệm vụ nó làm gì? Này, nhiệm vụ nó làm gì? Đó là nhiệm vụ của nó là nó báo cho chương trình con của thành phần nhất. Những chương trình con nào nằm đằng sau? Phải tuân thủ theo một quy định chung của chương trình dịch thành phần. Cách tìm dịch liên kết thì nó tìm như thế này. Cú pháp là tên thật trong mô gì. Ta có một cái ví dụ để chứng tỏ bài này. Mục đích mà chúng ta đưa vào đây hai cái này là để chứng tỏ cái chương trình đằng sau của nó là pha. Đây. Tiếp theo nó sẽ là ta thể viết một Brighton. Trình tích hai mũ. Đây là cái chương trình của mình đây, quên cho nói chương trình tính đại thừa. N đại thừa. Đấy.
báo cho cái chương trình của F cộng này, thì nó báo cho cái chương trình con, cái chương trình biết là chương trình con nằm đằng sau của nó là alpha, và cái này trong trường này nó báo cái chương trình con đầu là đằng sau của nó là chính là phải tuân thủ quy định chung của cái chương trình thành phần, nó chính là mia. Đây. Bây giờ vào. Ra từ chương trình tích A mũ N và thừa. Tiếp theo viết tiếp ngoài lần nhập vào số A à, quên chỗ này có một dấu thôi. Này có một dấu nhập vào cho A. Rồi nhập vào số N. Tiếp tục quyết định đây là chương trình đánh giá thừa. Đấy. Sau đó tiếp đến là in ra kết quả. Nó sẽ là A mũ N kết thúc chương trình dịch của nó. Các dịch và liên kết thì ta sẽ tìm hiểu các dịch và liên kết. Các dịch và liên kết như thế nào? Bước 1, nó sẽ dịch cái tệp AN sang tệp OBG, nó chuyển tệp sang tệp OBG, chuyển chấm ASM sang tệp chấm OBG. Tiếp đến là nó dịch cái chấm bát và nó liên kết cái file chấm bát và liên kết. Ví dụ như là trong ví dụ trên thì nó sẽ dịch, nó dịch như sau. Ví dụ cũng phát dịch nữa là ASM
và từ ví dụ một đấy nó chuyển thành file chấm .ed, vậy là xong. Đây ví dụ như là cái file mình đặt đây cái file ví dụ một đi, mình đặt đây cái file tên là ví dụ một, thì chỗ này nó sẽ chuyển thành chuyển ví dụ một nó sẽ được chuyển thành ví dụ một chấm .ed. Như vậy là kết thúc cái phần miêu pha ở đây, kết thúc chúng ta tóm gọn là ba lần ngược là gì, khi mà có số lượng là f cộng ấy, ở đây xuất hiện cái cộng này thì nó báo với chương trình dịch biết chương trình đằng sau nó là pha, còn nó xuất hiện cái này thì nó báo cho chương trình đằng sau là miêu, cách dịch là còn phải hiểu cách dịch là chương trình đấy, cách dịch chương trình này tên tệp đây như ban nãy đây, tên tệp của mình là ví dụ hai đấy. Đây tên tệp là ví dụ hai, rồi là cú pháp là đây, tên tệp ví dụ hai tiếp đến nó ngăn cách giữa hai đây, bên này nó báo f chuyển f cộng, nó báo cái chương trình này là file, bắt đầu ra đây nó báo cái chương trình này là mir, và khi mà ta biết cái chương trình tính này nồi nó thừa này, chúng ta biên dịch ra, chúng ta biên dịch qua hai giai đoạn, một là giai đoạn chuyển từ a đến m sang của dg, hai là giai đoạn dịch cho file chấm mát và liên kết. Đây. Và là xong, kết thúc cái